Chào tất cả anh em. Nay mình trên tay cập nhật tới anh em hai em Zippo. Hai em này rất là độc đáo nha anh em. Rất là độc đáo, mang đầy tính sáng tạo và cũng mang tính chất lịch sử truyền thống của hãng Zippo ha. Em bên phải là em Polis đồng khắc họa tiết hoa văn chữ Made in USA, chú đại bàng đang bay trong cái họa tiết chữ A nha anh em. Ở dưới là chữ Heritage Collection ha. Đây là một dòng Zippo đồng họa tiết mang tính truyền thống của hãng ha. Những đặc trưng của hãng Zippo đó là chú đại bàng ha và chữ A. Trên đỉnh chữ A là cái ngôi sao. Ý của hãng nói về đó là dòng Zippo ngôi sao hạng A ha. Và chú đại bàng là biểu tượng của hãng luôn. Biểu tượng của nước Mỹ luôn nha nè. Phần bên trái là em cà ram trắng khắc kim chai rượu whisky Jack Daniel ha. Chai rượu rất là nổi tiếng của xứ sở Mỹ ha. Whisky Jack Daniel. Hai em này rất là độc đáo nha nè. Anh em nào có nhu cầu tuyển hai em nó về chơi thì cứ liên hệ mình nha nè. Số điện thoại mình trên tiêu đề clip ha. Trên tay anh em trước ha. Đây là em Heritage Collection ha. Chú đại bàng đang bay trong cái họa tiết chữ A ha. Hai mặt luôn nha nè. Em này rất là đẹp, rất là độc đáo nha nè. Đẩy bằng ha. Hàng new 100% nha nè. Chính hãng Zippo Mỹ luôn ha. Hộp đựng giấy tờ đầy đủ hết nha nè, full box ha. Quả tiết rất là tinh tế tỉ mỉ nha nè. Rất là nhiều chi tiết độc đáo. Ở trên là chữ Made in USA ha. Em này anh em sử dụng làm quà tặng quà biếu thì cũng rất là độc đáo nha nè. Rất là hay, sang trọng. Xem hình ảnh em nó vô trang Facebook mình nha nè. Click vô đường link ở dưới ô mô tả video. Anh em vô đó xem. Còn đây là chai rượu Jack Daniel ha. Rượu whisky ha nè. Number 7 ha. Số 7. Mặt sau trơn ha nè. Đẩy lõm ha. Hàng mới 100% luôn ha nè. Hàng zin hết ha. Em này rất là độc đáo nha nè. Quà tiết chai rượu Jack Daniel của bang Tennessee ha. Rất là nổi tiếng ha nè. Giá dưới ô mô tả video clip nha nè. Kéo xuống mô tả xem giá giùm. Bên mình bao ship toàn quốc cho anh em chơi. Chai rượu Jack Daniel ha nè. Rum trắng ha. Mến anh em đăng ký kênh Zippo Tướng Nguyễn ủng hộ ha. Đón xem những clip tiếp theo. Mã vạch chính hãng đầy đủ hết ha. Giấy tờ kèm theo luôn. Rồi, chào tạm biệt anh em ha. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Kết em nào anh em cứ alo ha.
Cảm ơn anh em đã xem clip.